thousand years later. Ok, bây giờ mình sẽ đổ xăng để mà đi tiếp. Mình không hiểu tại sao mà tự nhiên ở dưới sông này có ba con ngỗng mà nó rất là dạng luôn á, nó lại gần mình, nó không có sợ mình bắt luôn á. Nhưng mà thấy cũng rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị 10 bịch nấm. Nó cứ lại đây mình chỗ mình quay mà nó cứ cạp 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 giống như là nó muốn nói cái gì vậy đó các bạn ơi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị 5 bịch nấm kim châm với lại 5 bịch nấm bạch tuyết các bạn ơi. Thì ở đây mình chuẩn bị tất cả là 10 bịch. Thì hôm nay mình thì hôm nay mình sẽ làm nấm kim châm sách ớt siêu cay các bạn ơi, cấp độ 1000 gì đó, nó rất là cay, cay hét ra lửa luôn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị 10 bịch mình mua ở trong siêu thị á các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn xem nha. 4 bịch nè, 5 bịch đó, ở đây là 5 bịch nữa. Bao nhiêu đó nấm á thì mình chuẩn bị 1 kg ớt các bạn ơi. Đây là 1 kg ớt nè. Đó, rất là nhiều ớt luôn. Với tắc nữa, hồi mình sẽ đâm muối ớt để mà chấm với cái này ăn cho nó ngon. Thì ở đây mình mua rất là nhiều ớt để mà làm nấm kim chi. Ở lòng nấm kim châm sốt ớt siêu cay các bạn ơi. Wow. Mình cảm thấy là món này rất là ngon luôn. Thì món này á thì mình ăn rất là nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ mà mình sốt ớt nó cay như thế này. Thường á là mình để mấy cái nấm này nè vô mì gói đó mà ăn, hoặc là vô mì cay ăn á các bạn, nó rất là ngon luôn. Hôm nay mình sẽ chơi lớn ở sốt ớt siêu cay luôn, ăn cho nó đã nha. Ôi bao nhiêu đây, rất là nhiều luôn, 2 kg luôn. Một bịch đó là 200 g, thì 10 bịch là 2 kg các bạn ơi, 5 bịch là 1 kg. Bây giờ mình sẽ đem hết lên bờ để mà rửa, chứ không rửa dưới sông được. Ok, bây giờ mình sẽ đem lên bờ nha. Bây giờ mình sẽ lấy nước để mà rửa nấm các bạn ơi. Ở nhà ở dưới quê mình nó thì xài lu lu không à, còn ở trên trên những chỗ khác ở thì toàn là xài bồn nước không à. Ở dưới quê mình chỉ có xài lu thôi à. Ở dưới thì là nhiều để mà rửa nấm cho nó sạch. Wow, cái gốc này á hồi mình sẽ cắt ra để mà bỏ. Đây là 1 kg nè, 5 bịch thì là 1 kg, còn 5 bịch nữa. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ vô hết trong thau để mà rửa luôn, chút xíu nữa mình sẽ ngâm muối. Đây là bịch cuối cùng. Đây là bịch thứ 10 á. Mình sẽ mở ra luôn. Mình sẽ sắc ớt ra để làm nước sắc ớt các bạn ơi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái chảo. Mình ngâm hơn 15 phút. Bây giờ mình cũng đổ ra gỗ mà cho nó ráo nước á. Các bạn nhìn thấy nó rất là trắng luôn đúng không? Nhìn rất là ngon luôn.
bây giờ mình sẽ bắt đầu chế biến nấm kim châm nha các bạn. Mình luộc trước rồi xong rồi mình mới xắt ớt. Thì nếu như mà mình làm không chín ăn thì rất là dễ ngộ độc luôn. Bắt buộc là mình phải luộc trước rồi mình xắt ớt sau các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ luộc. Thì sớm mình ngâm nước muối rất là lâu luôn. Bây giờ thì nó cũng hấm hết trơn rồi, mình để vô chảo để mà luộc. Rất là nhiều luôn các bạn ơi. Sau hơn 20 phút mình luộc á thì nó đã chín rồi nè. Đó, cái là sôi luôn nha, mình luộc nó chín hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra cái gỗ để mà cho nó khô ráo. Sau đó là mình mới bắt đầu xắt ớt rồi trộn nấm kim châm vô để mà làm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để ra cái gỗ cho các bạn xem nha. Đó, nó đã chín hết trơn rồi. Nóng quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm nước sốt để mà sốt nấm kim châm. Cái mình sẽ đặt tỏi vô để mà khử tỏi cho nó thơm. Tỏi hay mình điêu luyện không các bạn? Mình làm rất là ngon nha. Hôm nay mình sẽ làm cho Tiến ăn. Rồi, Tiến đưa ớt cho chị. Hay, cảm ơn nha. Để tỏi vàng á thì mình sẽ để hết số ớt này vô luôn. Các bạn thấy nhiều ớt ghê không? Mình mua tới 50.000 đó. Dạo này ớt nó mắc vãi cả chục. Như đây là 50.000 mình bầm ra hết trơn rồi. Chết. Lo nói tỏi khét. Trời ơi, cái mực nó sặc, nó nồng lắm. Nên là mình phải để nước vô liền á, không thôi là nó rất là nồng luôn. Sau đó là mình sẽ để gia vị vô. Thì ở đây mình đã trộn đường với lại hạt nêm muối vô rồi. Bây giờ mình sẽ để vô hết luôn nha. Thơm dữ lắm luôn á. Nhưng mà có điều là nó hơi nồng. Chút xíu nữa nó sạch sạch rồi mình sẽ để nấm kim châm vô. Mình sẽ làm đầu bếp chuyên nghiệp để mà làm cái món này siêu ngon cho Tiến ăn. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Trời, mình nghĩ chắc là nó sẽ cay lắm luôn á. Mà không còn mấy em ăn giờ trời. Trời. Đó, thấy chưa các bạn, thấy mình chuyên nghiệp chưa? Ok, chín rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ để ra cái mâm để hết luôn. Thơm ghê luôn á các bạn ơi. Mình đã chuẩn bị thêm một cái hộp kim chi ăn với mì cay rất là ngon. Hôm nay mình sẽ để vô nấm kim châm luôn. Thì cái này mình mới mua, mình chưa có ăn luôn á, nên nó còn trong bịch. Bây giờ mình sẽ lấy bỏ vô một miếng ăn cho nó đã nha. Nó rất là nhiều luôn. Cái này á là mình mua về nhà á, thì mình nên cắt ra cho nó nhỏ thì nó ngon hơn. Còn mấy miếng này á, mình chưa có cắt á nên nó còn bự lắm luôn á. Giờ mình sẽ để ít thôi, ăn bao nhiêu để ra bao nhiêu các bạn ơi. Mình thưởng thức cái mâm nấm kim chi, nấm kim châm sốt ớt này nha. Ui ui, thơm dữ lắm luôn. Trời ơi, bây giờ tới mình thưởng thức nè. Hỏi trước khi ăn á. Mình sẽ lấy miếng này ăn các bạn ơi. Nào. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Chắc là cay lắm đây. Nhìn mà ghê cái lử. Rất là ngon lắm. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Okay.
Ăn xong là mình không nói được tiếng người luôn. Kim chi nó ngon. Mình thích ăn kim chi kèm chó ngon. Ở dưới đây khá là nhiều nước luôn các bạn ơi. Cái nước này hấp một cái nha. Sẽ cố gắng ăn. Nó rất là cay luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Và nếu như các bạn nào thích video này, nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn. Bye bye.